Mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi với mình tới biển Redondo Beach. Hôm nay chương trình của mình là không tính đi biển đâu, nhưng mà tại vì Cali lúc này tự nhiên một hai tuần nay nóng quá, thành ra phải chạy ra biển thôi. Mấy cái biển khác lúc trước mình đi thì các bạn cũng đã biết rồi, như biển Santa Monica, biển La Jolla, biển Laguna Beach và ở dưới San Diego. Lần này mình giới thiệu với các bạn một vùng biển mới, đó là biển Redondo Beach. Đó, mình đã tới nơi rồi, nhưng mà ở trong nhà mình thì nóng, và khi ra tới đây thì quá lạnh luôn, mà không thấy một chút xíu nắng nào hết. Đó, mình quay xung quanh cho các bạn xem nha. Ở đằng xa xa kia đó là cái pier đó, Redondo Beach. Pier này có rất là nhiều hàng quán ở đây bán những cái món ăn seafood rất là ngon. Bây giờ mình tới cái chỗ pier này rồi nè, mình quay một vòng ở đây sơ sơ cho các bạn xem nha. Đây, ở đây có một vài hình ảnh về lịch sử của cái pier này. Và kế bên đây là một cái tiệm bán đồ lưu niệm. Lát chút xíu mình rảnh mình sẽ ghé vô mình xem ha. Và đây là một cái tiệm ice cream theo kiểu của Ý nha. Đó. Và kế bên đây mình thấy là ở đây có tiệm bán churros. Bánh churros này đó, ở đây họ có bán nữa nè. Và bảng giá ở đây nha các bạn ha. Một cái là 3 đồng 75, xong rồi mình muốn thêm cái gì nữa thì thêm tiền ha. Và kế bên đây là một cái tiệm ăn bán rất là nhiều món nha, từ hamburger, hot dog, rồi chicken nugget ha, cũng có nha. Đó, nhìn thấy cái món ở trên cái bảng họ để đó, hấp dẫn quá chừng luôn ha. Bây giờ mình đang coi thử coi ở đây có món gì. Ở đây mình thấy có bắp luộc nè, onion ring nè, súp clam chowder, cá chiên, mì xào. Bên đây có cua, có cá, có mực ha, có tôm. À, nhìn mấy cái hình này chàng ơi đói bụng cồn cào luôn. Một con cua luộc ở đây là 37 đồng nha. Đó, một con thì 37 đồng. Có cái món này quá chừng hấp dẫn không. Rồi bây giờ mình coi xong cái tiệm này rồi, bây giờ mình đi tiếp tục để coi ở đây có cái gì nữa nha. Ở bên đây còn có những cái tiệm bán ice cream và yogurt. Nhưng mà cái tiệm này hôm nay không có mở cửa. Ở đây có một cái tiệm bán smoothie, cũng chưa thấy mở cửa nữa. Ở đây có vài người họ ra đây họ câu cá nè. Mấy người câu cá ở đây công nhận là họ có cái sự kiên nhẫn nha. Gặp mình là chắc không câu cá được rồi. Thôi bây giờ thì đói bụng quá rồi, chắc phải trở lại chỗ cái tiệm hồi nãy để order một vài thức ăn, để ăn cho đỡ đói chút xíu rồi mình đi tiếp ha. Đó, bây giờ mình order một cái dĩa này là cái dĩa mực chiên nè, mực chiên giòn, có khoai chiên, rồi có cái sốt cho mình chấm và thêm một ít rau. Đó, nhìn rất là giòn, rất là ngon nha. Mình rất là thích mực chiên, đi đâu mình cũng hay order cái món mực chiên hết. Và đây là súp clam chowder hay gọi là súp nghêu á, béo béo thơm thơm, có vài miếng khoai tây và nghêu ở trong đây. Ăn rất là ngon, trời lạnh lạnh như thế này mà ăn một miếng súp vô ấm, thích gì đâu á. Và đây là cái món gọi là pork side kahun boil. Mình không biết dịch tiếng Việt là như thế nào. Ở trong đây là có nghêu nè, có tôm nè, có sausage nè, hay là xúc xích đó.
Rồi họ cho mình hai hộp cơm để ăn chung ha. Và cái sauce ở đây là giống như là Louisiana sauce vậy. Đó, lấy một miếng ăn thử cho các bạn xem nha. Đó, ăn chung với cơm, con nghêu nè. Nhìn hấp dẫn quá chừng không? Cái sauce họ làm thì vừa ăn. Cái nghêu này thì hơi khó lấy nha, tại vì mình có một tay thôi. Rồi, bây giờ cuối cùng mình cũng lấy ra được. Đó, ăn cũng ngon nha. Món này thì tôm với nghêu thì ăn được, nhưng mà xúc xích họ làm thì hơi mặn một chút ha. Rồi sau khi ăn xong rồi, bây giờ mình tiếp tục đi vòng vòng ở đây, quay chung quanh chỗ này cho các bạn xem. Ở đây thì có những cái cửa hàng họ bán đồ lưu niệm ha. Qua tới đây cũng đây là đồ lưu niệm luôn. Vô tới chỗ này là bắt đầu mình nghe nhạc của người Mễ rồi đó nha. Đi tới đây có cảm giác giống như là mình tới qua bên nước Mễ vậy á. Cho các bạn nghe một đoạn nhạc của người Mễ ở đây. Và ở gần chỗ này thì cũng có những cái cửa hàng bán thức ăn của người Mễ nè. Đó, nhìn thấy cũng rất là ngon nha. Nhưng mà cả nhà mình thì là chỉ có mình là dễ ăn nhất thôi. Còn ông xã và hai đứa nhỏ con mình thì cứ hơi kén ăn mấy cái món người Mễ này thì là không thích lắm. Đó, mấy cái món ăn vặt của người Mễ nè. Những cái vùng biển khác đó thì cái pier của họ là một đường thẳng dài, mình đi xuống xong rồi mình đi trở lại thôi. Còn cái pier ở biển Redondo Beach này á, thì nó đi theo một vòng tròn, vòng cung. Mình đi hết một vòng thì mình sẽ trở lại chỗ này. Đó, mình quay một vòng đây cho các bạn xem. Ở phía xa xa đằng kia, ở trên cái pier này, ngày hôm nay họ có car show. Cái phần ca show thì mình sẽ có một cái video riêng cho cái phần đó ha. Bây giờ mình trở lại cái khu này ha. Ở đầu cái chỗ vô này cũng có một cái chỗ bán đồ ăn ở đây. Vô tới ở đây thì có rất là nhiều cửa hàng bán đồ ăn nha. Nhìn rất là ngon ha. Thì cũng phải chăng một phần như thế này khoảng mười mấy đồng hoặc 20 đồng trở lại thôi. Có cái món sò điệp nướng này thì hơi mắc một chút đó. Ở đây có những cái giá cả như thế này, mình quay cho các bạn xem ha. Ở biển Redondo Beach này mình thích một cái là nó không có đông lắm và có nhiều cái cửa hàng bán thức ăn rất là ngon. Hôm nay mình ra tới đây thì là hơi lạnh nha. Đó, không có nắng gì hết. Mới đầu tính ra đây sẽ ở lại chỗ này chơi lâu, nhưng mà ra đây rồi thì lạnh quá, thành ra chắc không ở lâu được. Đi một vòng rồi là chắc đi về thôi. Rồi bây giờ mình ghé vô cái tiệm bán đồ lưu niệm này, quay một vòng cho các bạn xem trong tiệm này có bán những món gì nha. Trong cửa hàng này cũng bán rất là nhiều quà lưu niệm về biển Redondo Beach. Những ai mà đến đây xong rồi muốn có một chút gì để kỷ niệm chuyến đi của mình thì có thể vô trong đây mua vài món đem về.
cái áo này kiểu cũng lạ ha. 47.99 cho cái áo này. Cảm ơn các bạn đã cùng đi đến biển Redondo Beach với mình ngày hôm nay. Hy vọng là video của mình cũng cho các bạn thêm một vài thông tin ở chỗ này và một chút thư giãn trong đời sống. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình. Mến chúc các bạn luôn vui vẻ, nhiều hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống.